Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Tội ác kinh hoàng của lính đánh thuê Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Lực lượng lính đánh thuê Hàn Quốc, Mãnh Hổ, Bạch Mã, Rồng Xanh tham chiến tại Việt Nam. Mỹ và Hàn Quốc đã liên minh với nhau dưới danh nghĩa của một cuộc thập tự chinh chống cộng, nhưng Hàn Quốc luôn là đối tác đàn em trong mạng lưới của Mỹ. Điều này giải thích tại sao họ được giao nhiệm vụ bình định hóa vùng nông thôn một cách tàn bạo, làm công việc bẩn thỉu thay cho lính Mỹ, tránh xa sự chú ý của cộng đồng quốc tế và có lẽ quan trọng hơn là khỏi công chúng Mỹ. Người Hàn Quốc mang theo vũ khí của người Mỹ, nhưng phần lớn hoạt động của họ bị báo chí Mỹ phớt lờ và đó chính là điều Washington mong đợi. Từ tháng 9 1964 đến tháng 3 1973, chính phủ Hàn Quốc dưới sự quản lý của Park Chung-hee đã gửi hơn 300.000 quân đến Nam Việt Nam. Quân đội Hàn Quốc, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân đều tham gia với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ. Số lượng lính đánh thuê của Park Chung-hee lớn hơn nhiều so với quân đội đến từ Úc và New Zealand và chỉ đứng sau lực lượng quân đội Hoa Kỳ trong tổng quân đội nước ngoài ở Nam Việt Nam. Chỉ huy quân sự là Trung tướng Cha Ming-sin của quân đội Hàn Quốc. Từ 1965 trở đi, lần lượt các đơn vị chiến đấu của Đại Hàn lần lượt cập bến quân cảng Đà Nẵng và chính thức tham chiến. Đó là sư đoàn bộ binh Capiter có cái tên rất kêu Mãnh Hổ đóng quân ở Quy Nhơn. Tiếp theo là sư đoàn bộ binh Bạch Mã đóng ở Phú Yên, lữ đoàn thủy quân lục chiến Rồng Xanh đóng quân tại Quảng Ngãi và Hội An. So với lực lượng giải phóng quân của ta, thì bọn lính đánh thuê Park Chung-hee được huấn luyện rất bài bản và được lựa chọn kỹ càng. Chúng rất thành thạo về các chiến thuật phản du kích, kỹ chiến thuật điều luyện, được huấn luyện đào tạo theo các giáo trình huấn luyện biệt kích của Mỹ, rất gan lì và được đầu độc nặng nề về lòng căm thù chế độ cộng sản. Ngay cả bọn Mỹ cũng phải kinh nể về trình độ võ thuật của bọn này. Tiêu chuẩn của các tên lính tham gia vào các đơn vị lính đánh thuê của Park Chung-hee kể trên là phải có trình độ cao đẳng môn Karate Do hoặc Hapkido truyền thống của người Đại Hàn. Chúng có thể độc lập tác chiến và tự tìm cách duy trì sự sống trong rừng sâu khi bị lạc đơn vị trong chiến đấu một thời gian tương đối lâu. Chúng nghiên cứu quy luật chiến đấu và hoạt động của du kích ta rất kỹ lưỡng và đối phó khá hiệu quả trong thời gian đầu. Chúng tổ chức các đợt càn quét lớn và rộng lớn hơn. Đêm đêm, chúng chưa quân đi phục kích các vị trí nghi ngờ với sự kiên trì và tính kỷ luật cao độ. Khi đi càn, chúng luôn luôn đi đầu, trực thăng Mỹ và pháo binh ủng hộ trên đầu và lính Mỹ ủng hộ ở vòng ngoài. Chúng hoạt động gần như là độc lập với ngụy quân Sài Gòn và không tin ngụy quân trong vấn đề tác chiến. Chúng sẵn sàng nổ súng mà không cần bắn cảnh báo khi có một người đi lạc đường vào khu vực mà chúng chiếm giữ. Những vụ thảm sát kinh hoàng của lính Hàn tại Việt Nam. Thảm sát Thái Bình, tháng 2, 1966. Một toán quân thuộc sư đoàn bộ binh Mãnh Hổ của Hàn Quốc đã tiến vào làng Thái Bình, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, chúng đã sát hại 65 trên 68 người chúng nhìn thấy, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em, chỉ có 3 người may mắn thoát chết. Thảm sát Diên Niên, Phước Bình vào sáng ngày 9 tháng 10, 1966. Một trung đội lính Hàn Quốc thuộc tiểu đoàn 3 lữ đoàn Rồng Xanh bắt đầu tập kích từ căn cứ Đồi Chanh, Quang Thạnh, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vào thôn Phước Bình. Sau đó, chúng đổ quân càn quét, lùng sục tất cả nhà dân và hầm chống phi pháo, cưỡng bức nhân dân xóm Bình Trung thôn Phước Bình tập trung về sân trường học của thôn. Tổng cộng trong 2 ngày 9 và 13 tháng 10 1966, lính Hàn Quốc đã tàn sát 280 phụ nữ và trẻ em ở hai thôn Diên Niên và Phước Bình. Ngày nay, di tích vụ thảm sát Diên Niên Phước Bình đã được xếp hạng và cấp bằng di tích quốc gia. Thảm sát Bình Hòa. Vụ thảm sát Bình Hòa diễn ra tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi trong các ngày 3, 5, 6, 12 tháng 12 1966, tức vào ngày 22, ngày 24 và ngày 25 tháng 10 âm lịch, tại 5 địa điểm: buồng đất nhà ông Chắp, hố bom, chuông đình, dốc rừng, đồng trôi giữa, đám ruộng giếng xóm cầu mà lính đánh thuê Nam Triều Tiên là thủ phạm. Trong vụ thảm sát Bình Hòa, lính Hàn giết hại 430 người, trong đó có 269 phụ nữ,
có 12 phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết, 104 người già, 174 thiếu nhi, 3 gia đình bị giết sạch không còn một ai. Thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị. Thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị là một tội ác chiến tranh của lính đánh thuê Hàn Quốc gây ra trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 2 năm 1968, tại khu vực Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam, các đơn vị quân đội Hàn Quốc đã thảm sát hàng loạt thường dân không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Thảm sát Hà My. Tương tự như thảm sát Bình Hòa, thảm sát làng Hà My nay thuộc thôn Hà My Tây, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam do lính Hàn Quốc gây ra vào ngày 25 tháng 2 1968 tại khu vực Hà My, tỉnh Quảng Nam. Các đơn vị binh lính đánh thuê của Hàn Quốc đã vây bắt và giết chết 135 cư dân không vũ trang của làng Hà My. Thảm sát Duy Trinh. Sáng ngày 14 tháng 8 1968, lính Hàn Quốc càn quét làng Duy Trinh, Quảng Nam. Tổng cộng, chúng đã giết hại 32 đồng bào ở làng Duy Trinh. Xé xác rồng xanh, phanh thây mãnh hổ. Trước sự tàn bạo của lính đánh thuê Hàn Quốc tại Việt Nam, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã lập kế hoạch tiến công để tiêu diệt toàn bộ đồn của quốc quân Hàn Quốc. Bộ đội ta đã vào trận với vành khăn tang trắng quấn trên đầu để tưởng nhớ những đồng bào bị giặc sát hại. Các hoạt động xé xác rồng xanh liên tục diễn ra. Trong đó, trận đánh vào đồi tranh Quảng Thạnh tại làng Bình Trà Bình Đông thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 2 1967 là một trong những trận đánh oai hùng và cho thấy sức mạnh của lực lượng đặc công Việt Nam nhằm vào quốc quân Hàn Quốc để trả thù cho quân dân, nhân dân huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bị lữ đoàn mãnh hổ Hàn Quốc tàn sát. Tư lệnh miền đã cân nhắc rất kỹ các kế hoạch tấn công vào cứ điểm đồi tranh Quang Thạnh. Mục tiêu của ta đề ra là phối hợp với các tiểu đoàn chiến đấu vận động bí mật tiếp cận mục tiêu theo hình thức đặc công. Đến nơi tạo 4 cửa mở ở 4 góc bằng cách gài bộc phá để phá đồng loạt các hàng rào dây kẽm gài, sau đó đồng loạt xung phong tiến vào tiêu diệt quân địch trong cứ điểm bằng AK, lựu đạn và súng phun lửa kết hợp với DKZ và B-40 ở bên ngoài. Yếu tố bất ngờ đóng vai trò chủ đạo và trận đánh phải diễn ra vào khoảng 10 giờ tối và phải kết thúc trước càng nhanh càng tốt trước khi trời sáng để đề phòng quân địch ở các căn cứ khác kéo đến tiếp viện và hạn chế hỏa lực của phi pháo bắn tiếp cứu. Trận đánh bắt đầu đúng như kế hoạch, ta dùng 4 mũi tấn công bí mật tiếp cận từ các hướng. Giữa các mũi tấn công luôn luôn đảm bảo liên lạc thông suốt với nhau với ban chỉ huy trận đánh. Tuy nhiên, do dải lộ tiêu không tốt mà một mũi tấn công bị lạc đường, mất liên lạc và không đến được vị trí tập kết. Mặc dù chỉ còn 3 mũi nhưng ta vẫn quyết định tấn công cứ điểm. Ta đã thành công trong việc bịt mắt bọn đi tuần và bọn gác bên ngoài, 3 mũi bí mật tiếp cận các cửa mở và đã đạt bộc phá xong. Chỉ huy trận đánh ra lệnh đồng loạt phá hỏa để mở các cửa. Sau những tiếng nổ của bộc phá và DKZ B-40 cùng lựu đạn, quân ta nhất loạt xung phong đột phá qua các cửa mở dùng AK bắn xối xả vào các giao thông hào, các ụ phòng ngự có đặt trung liên và các khu giã chiến cho lính ngủ nửa chìm nửa nổi. Bọn địch bị hoàn toàn bất ngờ, vòng ngoài nhanh chóng bị hỏa lực của ta tiêu diệt. Số còn lại vùi lùi vào bên trong, vừa phản kích dữ dội, vừa tìm cách tập trung lực lượng dựa vào cả lỗ cốt phòng ngự. Nắm được ý đồ của địch, ta vừa tăng cường sức tiến công, vừa bao vây chia cắt địch theo từng khu vực để tiêu diệt và gọi hàng. Mặc dù sức tấn công của ta mạnh ở 3 mũi, nhưng do thiếu một mũi tấn công thứ tư, cho nên việc chia cắt cô lập địch thành các khu nhỏ để bao vây tiêu diệt triệt để trở nên khó khăn hơn. Do bản chất lì lợm và ngoan cố, tụi đại Hàn dựa vào các lô cốt hầm ngầm điên cuồng chống cự bằng trung liên, nhất quyết không tên nào đầu hàng. Ta dùng súng phun lửa và lựu đạn tiêu diệt các ụ phòng ngự ngoan cố này. Đến gần sáng, ta làm chủ phần lớn cứ điểm, căn cứ ngổn ngang xác địch. Do ta một phần mất cảnh giác, ta để một đại đội thuộc sư đoàn bộ binh mãnh hổ từ bên ngoài đánh vào tiếp cứu cho đội bên trong và chúng co cụm lại vào hai lô cốt kiên cố nhất ở trên cao và dùng hỏa lực chống cự quyết liệt. Lúc này, phi pháo ở bên ngoài bắn vào dữ dội hơn. Do bên trong căn cứ lúc này chủ yếu là quân ta, cho nên chỉ huy trận đánh ra lệnh rút quân dần vì nếu kéo dài đến sáng sẽ không có lợi. 4 giờ sáng, quân ta rút lui an toàn ra khỏi căn cứ đồi tranh Quang Thành. Mặc dù không tiêu diệt được 100% quân số địch với tiêu chí không bắt tù binh, nhưng số mà ta tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu đủ để xóa sổ tiểu đoàn lính thủy đánh bộ của lữ đoàn Rồng Xanh đóng tại căn cứ này. Trận này
ta tiêu diệt tại chỗ 420 tên lính Đại Hàn, chúng có khoảng 500 tên trong căn cứ. Đây là một trận đánh lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đánh gục lữ đoàn thủy quân lục chiến Rồng Xanh, giáng một đòn chí tử vào đội quân đánh thuê tàn ác, củng cố tinh thần cho bộ đội khu 5 về khả năng đánh địch trong cứ điểm phòng ngự kiên cố. Âm vang của trận đánh lớn đến nỗi làm lính Hàn Quốc sống sót, mất hết tinh thần. Sau những đòn trực chỉ của quân giải phóng Quảng Ngãi, lính đánh thuê Park Chung Hee hoang mang, dao động và lo sợ, rối loạn tinh thần. Tại Bình Định, một toán 7 tên lính Hàn dùng lưu đạn tự sát tập thể, một số tự bắn vào chân để phản đối lệnh đi càn của chỉ huy và một số bỏ mũ, bỏ lon, mang súng vào khu vực Thế Long, Thế Lợi tìm du kích xin đầu hàng. Một số thông qua dân nhắn bộ đội giải phóng đừng bắn chúng, đổi lại chúng sẽ chỉ đi càn lấy lệ. Trận đánh tại Gộp Ông Huyền tiêu diệt quân Ác Ôn Đại Hàn. Một buổi sáng tháng 3 1969, như bao buổi sáng khác, tiểu đội CK và đội công tác Ninh Quang mắc võng ngủ trong gộp đá Ông Huyền, nay thuộc thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa, sau một đêm thức trắng. Ở chiến trường, giấc ngủ của người lính thường không được say mà luôn bị khuấy động bởi các loạt đạn pháo từ nhiều cứ điểm địch bắn vào rừng, hoặc những trận tập kích bất ngờ của chúng đã có biết bao chiến sĩ đang ngủ và ngủ mãi mà không bao giờ được thức. Rừng núi Khánh Hòa, từ khi quân Mỹ và bọn chư hầu Nam Triều Tiên đổ vào, không đâu là không có sự tàn phá của bom đạn và chất độc hóa học mà lúc bấy giờ chúng gọi là thuốc khai hoang. Không ngày nào chúng không dội bom đạn vào rừng. Nhưng sáng nay, vùng rừng núi Gộp Ông Huyền lại yên tĩnh lạ thường. Trừ anh La thức để cảnh giới, còn lại tất cả đều ngủ. Anh em đang tranh thủ thời khắc yên tĩnh ngắn ngủi của rừng núi chiến khu để ngủ nhằm xóa bớt những mệt nhọc căng thẳng của chuyến công tác đêm qua trong vùng địch. Ngồi đong đưa trên chiếc võng nylon, Lạ căng mắt nhìn ra bốn phía, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía các đồng đội đang ngủ. Nhìn các chiến sĩ còn rất trẻ nhưng đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hằn lên bao nét khắc khổ và ngay cả khi đang ngủ, các chiến sĩ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Điều thật lạ lùng trong hoàn cảnh bình thường nhưng lại rất bình thường đối với bất cứ ai có mặt trong cuộc chiến đấu ác liệt này. Bất giác, Lạ thấy lòng mình xao xuyến. Đang miên man với bao suy nghĩ, bỗng đôi mắt Lạ bắt gặp những cánh lá xa xa từ phía chân gộp thỉnh thoảng lay động. Anh nhanh chóng phán đoán. Gió ư? Không phải. Thú rừng? Địch. Anh bật dậy, cầm súng nhẹ nhàng tiến về phía chân gộp. Hơn chục bước chân, anh nhìn thấy trên đường vào gộp có rất nhiều lính địch. Mình cắm đầy lá ngụy trang đang vừa tiến lên gộp vừa triển khai đội hình chiến đấu. Anh quay vào báo cáo với anh Bảy là huyện đội trưởng Nam Ninh Hòa và đánh thức anh em dậy bằng mấy tiếng địch địch. Các chiến sĩ bật dậy như những chiếc lò xo. Chỉ sau vài phút, mọi người đã có mặt ở vị trí của mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sau khi quan sát tình hình địch, anh Bảy đưa ra nhận định. Chúng là bọn Đại Hàn, lực lượng khá đông, âm mưu của chúng là bí mật, bất ngờ tập kích để tiêu diệt lực lượng của ta. Nhưng giờ thì chúng đã bị phát hiện. Lực lượng ta tuy ít nhưng lại chủ động đón chúng, lại thông thuộc và có ưu thế về địa hình. Lần này, anh em ta quyết định cho chúng một bài học nhớ đời. Toàn đơn vị thống nhất với nhận định của anh Bảy và hạ quyết tâm đánh địch. Tiểu đội CK và đội công tác Ninh Quang được chia làm 3 tổ do anh Thống là huyện đội phó, anh Bảy và anh Văn là trung đội trưởng trực tiếp chỉ huy tiểu đội CK phụ trách. Địa điểm bố trí quân ta là hai mõm đồi lô nhô những phiến đá cách nhau chừng vài 30 mét. Quanh chân gộp là vách đá dựng đứng rất khó lên xuống. Lực lượng của ta tất cả đã sẵn sàng chờ địch. Bọn địch hoàn toàn không hay biết, chúng vẫn im lặng tìm cách tiến dần lên gộp đá. Khi tiểu đội CK được điều về phối hợp hoạt động với các đội công tác, phong trào cách mạng vùng này có nhiều chuyển biến tốt. Tuy chưa đầy 10 tay súng, nhưng với tinh thần dũng cảm, mưu trí, tranh thủ các yếu tố bí mật bất ngờ lại được quần chúng cách mạng yêu thương, che chở, bảo vệ, các chiến sĩ ta đã làm cho bọn địch, từ bọn ngụy quyền Ác Ôn đến bọn nghĩa quân, Bình Định, Bảo An phải mất ăn mất ngủ. Đặc biệt là trận tập kích vào Ninh Hưng diệt một trung đội Bảo An, một trung đội Bình Định, nông thôn làm cho chúng vô cùng hoang mang lo sợ. Ngay cả bọn Nam Triều Tiên đóng ở Hòn Miếu cũng thấy không an toàn. Chúng biết lực lượng ta không đông nhưng với lối hoạt động xuất quỷ nhập thần như chúng thường kháo nhau thì chúng chưa tìm được cách đối phó. Nhân dân và quần chúng cách mạng phấn khởi
tổ chức cơ sở được củng cố và phát triển, các hoạt động chính trị được tăng cường. Trước tình hình đó, bọn địch thấy phải làm một cái gì đó để ngăn chặn tình hình có thể diễn biến xấu thêm. Chính vì vậy mà sáng nay, một đại đội Nam Triều Tiên xuất phát tại cứ điểm Hòn Miếu từ rất sớm, bí mật đi thẳng vào khu vực gộp ông Huyền. Khác với những lần trước, chúng thường cho máy bay, pháo binh dọn đường cho bộ binh tiến quân, lần này chúng hoàn toàn im hơi lặng tiếng để giữ thế chủ động, bí mật, bất ngờ tiêu diệt gọn lực lượng của ta bằng lực lượng đông và mạnh áp đảo về quân số cũng như về trang bị vũ khí của chúng. Quan sát thấy hai tốp lính đi đầu lên đúng tầm của hỏa lực, anh Bảy bắn phát súng lệnh đầu tiên. Toàn tiểu đội nổ súng. Ngay từ loạt đạn đầu, cả hai máy bộ đàm của chúng đã bị Đạt và Khánh phóng AT chính xác phá hỏng. Bọn địch bị bất ngờ, bật lại dồn xuống sườn đồi. Hai quả B-40 của Lạ và Tuấn đã rơi trúng vào đám quân co cụm đó. Bị đánh phủ đầu, bọn địch hoảng loạn, nháo nhào, bọn còn lại bắn xối xả lên đồi. Mặt khác, chúng gọi pháo từ các cứ điểm bắn cấp tập vào vùng gộp. Rừng núi rung lên trong lửa đạn mù mịt, các chiến sĩ ta bám ở hai móm đồi phải rút vào gộp để tránh pháo và để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của địch. Anh Bảy, anh Thống đưa ra nhận định, lực lượng địch chừng một đại đội, trực tiếp giao chiến với ta vừa rồi, chừng hai trung đội, như vậy là địch còn một trung đội dự bị. Khả năng không phải là đổ quân càn quét lớn, tuy vậy ta cũng phải cảnh giác, nhất là phát hiện xem còn có cánh quân nào khác không, và nếu bị thua, chúng có thể đổ quân chi viện bằng trực thăng bên sân bay, phía bên kia gộp đánh sang. Tiếng pháo thưa dần, các chiến sĩ ta nhanh chóng bám vị trí và triển khai đội hình chiến đấu. Bọn địch trong khi gọi pháo bắn cấp tập chừng 30 phút, chúng củng cố lại lực lượng và sau khi tiếng pháo vừa dứt, chúng nổ súng tấn công lần thứ hai. Lần này chúng chia thành hai mũi tiến thẳng lên hai ngọn đồi quân ta đang giữ. Chúng tiến từng bước thận trọng, vừa bắn như vái đạn lên đồi, vừa la hét kêu gọi nhau inh ỏi. Mặc cho đạn cứ bay vèo vèo qua đầu các chiến sĩ ta, vẫn bình tĩnh bám trận địa, quan sát địch và chờ chúng đến gần. Khi nghe tiếng máy bộ đàm của địch hoạt động ở hai mũi tiến quân của chúng, Đạt và Khánh bằng kinh nghiệm chiến đấu của mình đã lắng tai nghe và xác định vị trí. Sau đó, bằng hai quả AT tiếp theo, hai anh diệt tiếp máy bộ đàm còn lại của địch. Hai mũi tấn công không còn liên lạc được bằng máy, vì vậy mỗi lần tiến lên, chúng lại kêu gọi, hò hét nhau và cứ thế liên tục tấn công, tốp này ngã đến tốp khác. Các chiến sĩ ta chiến đấu bình tĩnh, cơ động chi viện cho nhau, lợi dụng ưu thế về địa hình, trên cao, dưới thấp, tranh thủ có thời cơ là ta phản công tiêu diệt địch. Bọn địch càng tấn công lên, càng bị ta tiêu diệt, càng tỏ ra hung hăng, lì lợm đến ngoan cố. Trước tình hình đó, anh Bảy ra lệnh cho các chiến sĩ, phải tiết kiệm đạn để đánh địch tới cùng. Với tinh thần đó, các chiến sĩ ta chỉ nổ súng khi thật cần thiết. Địch thấy hỏa lực của ta giảm, chúng liền tập trung lực lượng lao lên tấn công. Những loạt đạn chính xác, những quả lựu đạn từ phía các chiến sĩ ta tung ra, bọn chúng bật xuống, hốt hoảng la hét. Trận đánh kéo dài đến trưa, địch bị tiêu hao nhiều nhưng chúng chưa chịu rút quân. Tinh thần sức lực của các chiến sĩ trong đơn vị có dấu hiệu mệt mỏi và giảm sút. Nhiều nhận định khác nhau về địch, về trận đánh được đặt ra trong suy nghĩ của nhiều người. Trước tình hình đó, các anh Bảy, Thông, Văn, Đài hội ý chớp nhoáng, thống nhất lại nhận định về địch, ta và hạ quyết tâm lãnh đạo anh em đánh địch tiếp vì đây là cơ hội để các anh trả thù cho bao đồng chí, đồng bào ta đã bị bọn lính đánh thuê này giết hại. Lần này, ta cho cảnh giới xung quanh kỹ, đón diệt từng tên, dùng lưu đạn diệt từng tốp. Địch không tiến lên được, bị tiêu diệt nhiều, chúng càng tức tối điên cuồng bắn phá dữ dội, hết bom pháo đến trực thăng võ trang, súng bộ binh các loại bắn như mưa đạn vào trận địa của ta. Đến khoảng 14 giờ, có tiếng trực thăng hạ bên sân bay, ta chuẩn bị đối phó với quân chi viện của địch, nhưng không phải. Đó là trực thăng chở bọn bị thương, chở xác chết và cuối cùng là chở bọn còn sống sót từ cứ điểm trở về. Như vậy, sau gần một ngày tổ chức tấn công có pháo binh và máy bay yểm trợ, địch đã không thực hiện được ý đồ của chúng mà còn bị ta đánh tiêu diệt gần một đại đội. Quân Nam Triều Tiên vốn nổi tiếng là đội quân đánh thuê lì lợm và hung ác. Vào chiến trường Ninh Hòa, chúng đã gieo rắc không biết bao tội ác cho nhân dân ta, đồng bào ta, đã bị ta đánh nhiều lần, nhưng chưa lần nào chúng bị đánh tiêu diệt nặng nề sinh lực và đè bẹp ý chí đánh thuê của bọn chúng như lần này. Lực lượng của ta tuy ít nhưng biết lợi dụng những ưu thế về địa hình, quyết tâm tiêu diệt địch cao, tinh thần dũng cảm, cách đánh sáng tạo, bình tĩnh,
nên đã giành thắng lợi lớn, hiệu suất chiến đấu cao. Sau trận đánh, địch hằn học liên tục dội bom đạn vào vùng này, thả cả bom xăng vào gộp, pháo từ dục Mỹ gồng đền, ngày đêm bắn phá, biến nơi đây thành bãi tập của bọn chúng. Bọn biệt kích thám báo được tăng cường tung ra lung sục khắp nơi, mò tìm dấu vết của lực lượng ta. Đối với ta, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn và có thể sẽ khó khăn ác liệt hơn, nhưng thắng lợi lớn lao của trận đánh xét về nhiều mặt đã làm cho cán bộ chiến sĩ ta vô cùng phấn khởi. Mỗi người đều cảm thấy trưởng thành hơn, tự tin hơn trong chiến đấu, năng lực tác chiến của đơn vị cũng được nâng lên. Nhưng có lẽ phần thưởng mà các chiến sĩ cảm thấy xứng đáng nhất, xúc động nhất chính là niềm phấn khởi, vui mừng đến trào nước mắt của bà con cơ sở của quần chúng cách mạng nơi đây khi gặp lại các anh thắng lợi trở về mà không thiếu một ai. Chính lòng thương yêu vô hạn của nhân dân, đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh giúp các chiến sĩ vượt qua bao gian lao, thử thách, bao hiểm nguy để tiếp tục và chiến thắng. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.